Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta đều rất là đúng hẹn vào khung giờ này để có thể cùng lắng nghe những câu chuyện được mang đến từ các nhân vật của chương trình. Khi chúng tôi được tin cậy để tìm đến như một cái nơi để được kể, được chia sẻ, đôi khi còn là để trút ra những cái nỗi lòng uất ức của mình nữa. Đôi khi chỉ cần một lần lắng nghe, chúng ta đã có thể cứu rỗi một cuộc đời. Ngay tối hôm nay thì chúng ta cũng đang không biết là sẽ được lắng nghe thêm câu chuyện gì đây, để có thể soi rọi thêm được cái vấn đề nào trong cuộc sống của chúng ta đây. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này nhé. Dạ chào chị. Lý do gì mình không có muốn bản thân của mình xuất hiện rõ ràng trong ống kính của chương trình? Tự nhiên một phần là em hơi mắc cỡ á chị. Nhưng mà em cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình cho những người khác để mà em có thể vơi đi cái nỗi lòng của em á. Thường thì nhân vật chọn cái cách ẩn mình trước camera đó, nó sẽ có hai nhóm. Một đó là sợ mình bị tổn thương, hai là sợ người khác bị tổn thương. Em sợ cái nào nhiều hơn? Em sợ mình bị tổn thương. Nếu như có người khác nào đấy sẽ tổn thương với cái câu chuyện của em ngày hôm nay thì người đó có thể là ai? Em nghĩ mẹ em. Vậy thì đi vào câu chuyện của tuần này đi, của tối hôm nay. Vậy là hôn nhân gia đình chứ. Vậy thì bây giờ phải có cuộc hôn nhân đó đã. Năm mình có chồng là năm bao nhiêu tuổi? Năm em có chồng là năm em 27 tuổi. 27 tuổi. Em với chồng em quen nhau và cưới nhau theo kiểu là tự nguyện, tự tìm hiểu hay là có được cái sự làm mai, làm mối, ép duyên, ép nợ? Là tự nguyện đó chị. Từ khi mà em lúc đó em đang làm trong một cái công ty về sale thì có cái doanh số của em thưởng, được thưởng một chuyến đi du lịch ở bên Singapore. Thì chồng của em á, là đi công tác làm việc ở bên Singapore. Sau đó em đi chơi, em đi du lịch rồi em mới quen. Hai bạn quen nhau ở Singapore? Dạ đúng rồi, em thì em không có điều kiện bằng ảnh đâu. Chẳng qua là em được một chuyến đó thì em mới có cơ duyên để gặp ảnh thôi. Còn chồng em làm việc và đã sinh sống ở đó, về du học là đã một khoảng thời gian rồi. Thì trong khoảng thời gian chúng em yêu nhau cũng tìm hiểu nhau, ảnh cũng dắt em về gia đình đồ này nọ gặp gỡ là cũng là khoảng 3 năm. Ảnh cũng qua nhà em đồ này nọ thì mẹ em rất là ưng ý ảnh, một chàng rể như mơ. Có tiền tài, có địa vị, có học thức. Gia đình cũng đàng hoàng. Gia đình đàng hoàng. Ảnh lớn hơn em hay là bằng hay là nhỏ? Không, anh lớn hơn em. Anh lớn hơn em 10 tuổi luôn. Lớn hơn 10 tuổi luôn. Lúc đó là mình cũng nghĩ đây là người đàn ông chín chắn trưởng thành chứ không trẻ trâu gì hết. Dạ mà chưa có gia đình nữa. À và đặc biệt là chưa có gia đình. Chưa có gia đình, chưa một lần kết hôn nữa. Em thấy cái tính của anh cũng là dễ thương. Gia đình ảnh thì có một người chị gái sống ở nước ngoài luôn. Cho nên em với ảnh tìm hiểu với nhau thì trong khoảng thời gian tìm hiểu rất là suôn sẻ, không có chuyện gì hết. Ba mẹ ảnh thời gian đầu cũng rất là quý mến em. Xong sau đó tụi em kết hôn với nhau có một cái tổ chức cũng khá là trang trọng á. Có sự chứng kiến của hai bên hết. Nhưng mà chị của anh thì không có về kịp, cho chị của anh thời gian đó có bầu. Xong rồi thời gian mà khi mà chung sống với nhau á, thì lâu dài á, thì em không có con. Vợ chồng kết hôn nhau thường khoảng một thời gian ngắn người ta sẽ có con. Không, tùy kế hoạch của từng gia đình nữa. Nhưng mà đằng này lâu lắm, em không có con. Là bao lâu? Khoảng 3 năm rồi, hai mấy. 3 năm thì lúc đó mẹ chồng em trở một cái thái độ rất là khó chịu với em. Bên gia đình chồng em là có hai con, là chồng em với thêm một người chị. Và khi mà kết hôn về thì các bạn ở chung với nhà chồng. Dạ em ở chung với nhà, từ vì chồng em là con trai duy nhất á. Cho nên mẹ chồng em thiệt hơi bị áp đặt trong vấn đề phải có con. Cho nên lúc đó em cũng căng thẳng lắm. Lúc đó em làm tất cả mọi chuyện trong gia đình không có phù hợp với mẹ chồng. Cái em làm cái gì tất cả mọi chuyện trong gia đình mẹ chồng em không có hài lòng. Từ nấu ăn cho tới giặt giũ, lấy đồ vô khi mưa, mẹ chồng em luôn luôn kiếm chuyện. Xong rồi sau đó chồng em thấy vậy, chồng nên là nói là để coi coi đi kiếm bác sĩ coi như thế nào. Trước khi mà đi khám bệnh á thì em là nghĩ là chồng em, dù gì chồng em cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà khi mà khám bác sĩ ra nó lại rơi vào chính bản thân em. Thực ra nghe chồng em lớn em 10 tuổi nhưng mà tính số tuổi thì nó cũng không phải là quá lớn. Bởi vì em 25, chồng em 35. Thì 35 cho đến 50 nó vẫn là một cái giai đoạn rất là sung mãn của người đàn ông thôi. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là vấn đề từ phía của chồng. Dạ đúng rồi. Thế thì khi đi khám thì các bạn nhận được cái kết quả chỉ định như thế nào? Kết quả chỉ định là em mắc bệnh vô sinh. Em mắc bệnh vô sinh.
là người ta khẳng định luôn là em bị vô sinh trong cái giấy khám đấy. Đúng. Lý do mà mình bị vô sinh là gì? Người ta nói có thể trong em được di truyền từ gia đình, rất là khó để có con và người ta gọi là hiếm muộn, hiếm hoi, rất là hiếm hoi, và gần như cái xác suất để mà thụ tinh chỉ là xác suất được 2-3% thôi, là gần như là vô sinh vậy đó. Cho nên khi mà em đọc cái kết quả xét nghiệm đó, giống như em cũng bần thần lắm, tại vì em mà còn trẻ mà sao em lại mắc được một cái căn bệnh như thế này. Và khi mà đi về, má chồng em trong một bữa ăn cơm, cái bà hỏi là ủa giờ cái kết quả xét nghiệm nó thuộc về ai vậy? Chồng em bắt đầu cũng bao che nó là rồi cái kết quả xét nghiệm đó bác sĩ chưa có. Thì trong một lần mà dọn dẹp nhà cửa thì cái tờ ra giấy đó đó, mẹ chồng cũng vô tình đọc thấy được cái kết quả đó. Khi mà thấy được cái kết quả đó thì mẹ chồng cũng rất là xài xỉ, nói là hả, vợ chồng em giấu, tại sao mà có cái kết quả từ cái ngày tháng năm nó được ghi trên giấy mà lâu như vậy rồi, tại sao hồi đó mẹ hỏi hai đứa tụi con không đứa nào nói hết. Bộ mà con tính để như vậy hoài, con tính giấu gia đình này là con không tính mang thai luôn hả? Nếu mà con không mang thai được thì con ly dị con của mẹ đi, để mà con của mẹ đi kiếp người khác. Chồng của em phản ứng như thế nào khi cái ngày cả hai nhận cái kết quả đó? Chồng của em cũng bần thần lắm chị. Khi mà nhận cái kết quả đó thì cái về cái mặt tình cảm vợ chồng thì rất là thiếu sự gần gũi với nhau. Và anh nó cũng ít nói chuyện với em nữa. Hồi xưa khi mà tụi em hẹn hò với nhau, cái gì anh ấy cũng kể, từ khi đi họp, đi học, đi hành, cái gì cũng kể hết. Nhưng mà từ khi nhận được cái kết quả, mình trở nên giống như một người xa lạ vậy. Từ một người chồng tự nhiên hôm nay cái tự nhiên trở thành một người dân. Thế thì cả hai có một cái trao đổi nào đó với nhau về cái việc là bây giờ mình nên như thế nào trong cái mối quan hệ này không? Không, lúc đó chưa trao đổi. Em một mình chịu đựng hết từ phía chồng em. Vì sao không trao đổi? Một phần là lúc đó thời gian là chồng em không có muốn thấy mặt em đâu chị. Rất là ít về nhà luôn, dường như về nhà là chỉ để ngủ thôi. Cái nói chuyện ra là chồng em nói là thôi mệt lắm nha, để khi khác nói chuyện đi nha. Lúc đó em có đi làm không? Lúc đó em cũng có đi làm. Nó là sau khi mình kết hôn thì mình vẫn duy trì cái công việc của mình hay là mình nghỉ ở nhà? Dạ em làm là em nhận về nhà em làm. Có nghĩa là mình lao động tự do chứ mình không thuộc về công ty nữa. Dạ đúng rồi. Vì sao mình quyết định nghỉ làm sau khi kết hôn? Chồng em nói là bản thân anh có thể đủ lo được cho em. Thế thì khi mà mình nhận được cái kết quả như vậy, chồng thì tỏ rất rõ cái thái độ không muốn đối thoại. Lúc đó trong đầu em nghĩ em định làm gì? Lúc đó em buồn lắm mà em cũng đâu có dám nói với ai đâu. Em chỉ có nói chuyện với một người bạn của em thôi. Thì bạn của em nó khuyên em là nếu mà cảm thấy khó tiếp xúc với nhau quá thì ở trong nhà khó nói chuyện á, mày book cái ngày nào đó, nếu mà lễ Tết hay là cái ngày mà người ta nghỉ á, thì mày book một chuyến du lịch cùng nói chuyện với nhau. Cái sự đối xử của mẹ chồng trong 3 năm mình hiểu rất rõ là họ cực kỳ quan trọng cái chuyện con cái. Chồng em cũng là con trai một. Chồng lại tỏ một cái thái độ rất lạnh nhạt với mình. Thì trong đầu em có nghĩ rằng mình đã phải làm gì với cái cuộc hôn nhân này chưa? Em có nghĩ là nếu như mà tình cảm của chồng em không dành cho em được như xưa, em quyết định ly dị. Em quyết định ly dị. Nhưng mà em có nghĩ rằng là ảnh sẽ có được tình cảm như xưa không? Và cả hai bạn có vượt qua được mẹ của ảnh không? Chính vì em cũng có nghĩ tới điều đó cho nên em muốn nói chuyện trực tiếp với anh để coi anh như thế nào. Cho nên em mới muốn book cái chuyến du lịch đó. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì cha chồng em mất. Ông mất thì cái cuộc đối thoại của chồng em là gián đoạn. Nhưng mà nó lại mở đầu cho một cái hành trình của em với mẹ chồng em. Mẹ chồng em tuy là nắm quyền gia đình chồng, nhưng mà thật ra mẹ chồng em rất là thương ba chồng em. Mà ba chồng em trước đó có một cái căn bệnh đột quỵ và thuốc thang trong thời gian cũng khá là lâu dài rồi. Ổng vừa đột quỵ mà ổng vừa mắc bệnh tim nữa, bị sốc, sốc xong rồi ra đi. Ba sốc vì chị em ở bên nước ngoài xảy thai, chị chồng. Hơn là sốc di chuyển của chị chồng nha. Chứ mà sốc di chuyển của em không có, có con là chắc không biết em mang tội đến cỡ nào. Thời điểm đó mẹ em đã biết cái kết quả chẩn đoán của em chưa? Mẹ ruột. Em giấu hết gia đình không để ai biết hết. Rồi sau khi ba chồng mất thì... Ba chồng mất á, thì chị chồng em do là sẻ thai cho nên không có về được. Mà mẹ chồng em lại mắc bệnh trầm cảm, từ chồng em đi mà. Có mình em, mẹ chồng em thì em sẽ là người phụ trách chính điều đó. Em thấy có nhiều đêm mẹ chồng em thao thức, khóc lóc trên giường. Rồi có những đêm mà mẹ chồng em phải ra bàn thờ để mà thắp nhang cho cha chồng, rồi ôm những cái đồ vật của cha chồng, khóc rất là nức nở và nghẹn ngào như một đứa trẻ. Thì em có gặp ra và em ôm mẹ chồng vào lòng. Em nói với mẹ em, chia sẻ mẹ em nhiều những cái câu chuyện, những câu chuyện mà em đọc từ ở trên mạng và những cái câu chuyện về kinh Phật, để mà mẹ em có thể vơi đi khi mà sức khỏe của chị chồng em
đỡ hơn á. Thì chị chồng em từ bên nước ngoài về, trong cái khoảng thời gian mà chị em từ bên nước ngoài về thì chị chồng em có mang theo một cô gái. Tại vì trước đó trong một lần, trước khi mà cha chồng em mất á, thì trong một lần tình cờ em nghe được một cuộc đối thoại của mẹ chồng em với chồng em trong phòng á, nói là em á là à, tao thấy nó còn trẻ nữa, nó còn mưu sinh như vậy, mà mày cũng là đàn ông, mày cũng là con độc nhất, mà hả không lẽ mày đi mày lấy một người vợ vậy hả, tao coi là không có được ở đó nha. Không ấy hả mày hả lựa lời mày nói chuyện với nó rồi hai đứa mày kết thúc để mà mày đi có thể có cuộc hôn nhân khác. Và sau khi em nghe không thì em về em đóng cửa phòng vậy, em không hề có một cái thái độ nào với chồng. Nhưng mà lúc đó thì chồng em đáp lời mẹ chồng em như thế nào? Nói là chồng em cũng không biết là phải như thế nào. Khi mà em nghe chồng em nói điều đó rồi, trong con người em nó có nhiều cái cảm xúc cũng dằn xé lắm chị. Em lúc đó là em chuẩn bị tinh thần rồi đó. Nhưng mà chẳng may thì cha chồng em đi. Khi mà chị chồng em dắt cô gái này về nhà, em không có ngạc nhiên. Thì lúc đó là chị chồng em nói giới thiệu là cô này trẻ lắm, đồng nghiệp làm chung công ty ở bên nước ngoài. Thì em nghe em cũng chỉ cười thôi. Mà cô này thì không có ở chung nhà với em. Em thấy chị chồng em lúc nào cũng tạo ra những cái cuộc bất ngờ, mời cô này đến ăn nhà có mặt chồng em, rồi kêu cô này nấu cho chồng em những bữa ăn, rồi tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ với nhau vậy đó chị. Chồng em đón nhận những cái tình huống đó thế nào? Thì em thấy là chồng em đối xử cũng rất là niềm nở. Nhưng mà em không biết là cái tình cảm của chồng em nó như thế nào, cho nên thật sự mà nói em rất là đau lòng. Anh niềm nở với cô kia. Vậy thì thời gian đó là cũng thời gian ảnh ở nhà. Vậy thì ảnh đối với em như thế nào? Thật ra mà nói lúc đó là tụi em đã có cái sự rạn vỡ lúc trước rồi. Lúc đó là ảnh cũng không có gần gũi hay là nói chuyện với em nhiều đâu. Và em cũng luôn cắn răng chịu đựng. Tụi em muốn chờ một lời từ ảnh để mà dù mà em có ly dị đi chăng nữa thì em cũng phải có một cái lý do để em có thể nói chuyện với mẹ em. Tại vì mẹ em rất là hài lòng về ảnh, cho nên cái câu chuyện ly dị nó không thể bắt đầu được từ em. Lý do nó rõ quá mà em. Lời đầu tiên là em muốn ly dị thì mẹ em sẽ phản đối, chị hiểu không? Dù em có muốn ly dị nhưng em muốn cái lời đó là từ chồng em. Người ta nói với em rồi đó, tại em không biết á. Người ta nói rất là rõ luôn mà. Ba người trong gia đình cùng nói với em luôn á mà. Sau lúc đó hả, em cố gắng để mà em tìm được một cái cơ hội để mà nói chuyện với chồng em á. Em nói em có thấy anh với cô đó cũng qua lại với nhau á. Cô đó cũng trẻ thì em cũng có thể hiểu được. Giờ em mắc bệnh vậy nè, thì mấy tháng trời rồi anh với em cũng thiếu cái sự nói chuyện với nhau á. Thì em không biết là tình cảm của anh dành cho em nó như thế nào. Thật sự mà nói, sau khi mà em nhận được cái kết quả với bác sĩ đó thì em cũng chấp nhận để cho anh ra đi. Nếu như mà anh có thể yêu được cái cô này á, thì em cũng chúc phúc cho anh. Thì lúc đó chồng em mới nói với em rằng là chồng em hơi bị sốc vì cái kết quả xét nghiệm đó. Nhưng mà hiện tại chồng em chưa muốn ly dị, vì chồng em còn coi bệnh em có khả năng được nữa hay không. Anh nói với em là mình quen nhau cũng nhiều năm, anh không biết là khi mà anh bỏ em như vậy á, rồi cuộc đời em sau này nó như thế nào. Rồi lỡ em gặp được một người nó tồi tệ hơn, đôi chẳng may đối xử em không được tốt, chẳng khác gì đó là một cục đá trong lòng anh. Chồng em có muốn một cái khoảng thời gian chồng em có thể chấp nhận được và tìm ra được một cái phương pháp để chữa bệnh cho em, mà chồng em có nói được đâu. Em nói với anh đó là nhưng mà em thấy anh rất là niềm nở với cô đó mà, em nấu anh chê hết á, nhưng mà người ta nấu anh welcome lắm. Chồng em mới nói sao em không nghĩ là chị anh lâu ngày đi xa về, cô này là bạn đồng nghiệp chị anh, thì đương nhiên anh phải lịch sự với người ta. Nhưng mà nếu như mà em không thích á, để mà anh nói rõ với cô này luôn, anh không có ý gì với cô này đâu. Trong cái khoảng thời gian mà em chăm sóc cho mẹ chồng em á, mẹ chồng em cũng có một cuộc nói chuyện với em á. Mẹ chồng em lúc đó lại thừa nhận nha, đó mẹ muốn tụi con ly dị vì mẹ không nghĩ là bệnh con có thể chữa được. Mẹ muốn có cháu, mẹ chỉ có một thằng con trai thôi. Ba con mất đi, mẹ đã cảm nhận được cái sự đau khổ khi mình mất đi người đàn ông. Có những đêm mẹ cũng nghĩ về con, là mẹ không biết mẹ có quá khắc nghiệt với con hay không. Và mẹ cũng không biết khi mà con ly hôn con mẹ là cuộc đời con nó sẽ như thế nào. Mẹ muốn con với lại con trai của mẹ
thử những cái bệnh viện khác, dù là nó mắc chi phí một tí, có con dù là một đứa cũng được. Còn nếu như mà không có con được á, mẹ cũng chấp nhận, mẹ sẽ kêu con mẹ sinh một đứa con nuôi. Thì em cũng hơi bất ngờ mà cũng hơi bần thần, nó đến chóng vắng quá. Chị thấy em đâu có còn cửa nữa đâu. Quan trọng là em đi đường nào thôi. Có những con đường cửa nó vẫn mở ra đầy, có điều mình không chịu đi đường đó thôi mà. Cũng muốn ly dị lắm, nhưng mà cái tình cảm của em vẫn còn cho chồng em. Em cũng cảm thấy cái tình cảm của chồng em vẫn còn cho em. Tự nhủ lần bản thân mình là coi như mình cố gắng nốt lần này. Nếu như mà không được thì em sẽ là người chủ động để dứt khoát. Tự vì em không muốn bản thân mình là một cái rào cản cho bất kỳ ai. Cái quan trọng là em phải biết được là em xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải là em trở thành rào cản của ai hết. Em chọn ở lại chắc gì em hạnh phúc. Cái việc mình ra đi không phải là để giải thoát cho ai cả, không phải là để mình trở thành đấng cứu thế, mà là để tôi chọn một cái cảm xúc sống nó tích cực hơn. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khám bác sĩ, em thụ tinh trong ống nghiệm. Chi phí nó cũng tốn kém lắm chị. Từ một cái kết quả như vậy mà mình cũng có được một cái sự lựa chọn khác. Và điều hồi hộp ở đây là em đã trở thành được một người mẹ. Trong khoảng thời gian mang thai như vậy á, thì mẹ chồng em lúc nào cũng hỗ trợ em, cũng nấu cho em món này món kia. Xong sau đó em sinh ra được một đứa con trai. Mẹ chồng em cũng phụ em chăm sóc. Tối như thế này nè, mẹ chồng em hay đi chùa rồi đọc kinh lắm. Có một cái kết quả được chẩn đoán, vẫn còn cách khác mà. Bởi vì các bạn mới có đi khám một lần thôi, thì chị cảm thấy khá khó hiểu là vì sao gần như chồng em chấp nhận cái kết quả đó. Em nghĩ là chồng em tin vào bác sĩ là thứ nhất. Thứ hai, chồng em cũng hơi bị sốc quá chị. Giống như ảnh từng nói em là ảnh cho ảnh một khoảng thời gian để anh suy nghĩ. Tổng cái thời gian từ lúc các bạn nhận cái giấy khám cho đến cái lúc mà các bạn quay trở lại với con đường điều trị là bao nhiêu lâu? 6 tháng. Lúc đó khi mà hai bên em với chồng em nói chuyện, anh nói anh cần thời gian thì anh cũng hơi bị sốc. Anh cũng nói với em là anh không biết là có cái đường khác hay không, và cái kết quả nó có khả quan hay không, thì anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một cái sự xui xẻo nhất. Thực ra em có sợ phải ly hôn vào lúc đó không? Thì em nhìn thái độ của tất cả mọi người đồ này nọ, em đã không còn sợ như vậy nữa. Tới tận khi mà em điều trị phương pháp vô sinh đi chăng nữa, thì em nghĩ là nếu như họa hoàn chẳng may em cũng không có con được, thì em cũng chấp nhận ly dị luôn. Em ly dị là vì cái gì nếu như lúc đó mình buộc phải ly dị? Em ly dị thì em cảm thấy là em cũng khá là bế tắc trong vấn đề này. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là em sống em cũng cảm thấy nó tù túng quá chị. Khi mà mình quyết định quay trở lại với con đường điều trị, thì những cái thông tin khác sau đó mình được nhận về cái chứng bệnh của mình. Cái chứng bệnh đó là một bác sĩ khác nói với em là em trứng của em nó gặp tinh trùng á, thì nó khó để mình nó thụ tinh. Lấy trứng ra và phải lấy tinh trùng ra và thụ tinh trong ống nghiệm rồi mới đưa vào lại, thì cái xác suất nó sẽ khả quan hơn. Và cái khả quan ở đây là chỉ là 50% thôi. Thì giờ là em bé của mình là bao nhiêu tháng rồi? Con của em bây giờ là được 17 tháng. Cái sự chăm sóc của bà nội dành cho con nó như thế nào? Thật ra trong cái khoảng thời gian mà em mang thai cho tới khi em sinh con ra đời, em lại là người không có nhiều thời gian để mà chăm sóc con đâu. Tại vì chồng em với mẹ chồng em dành là phần nhiều. Tình cảm vợ chồng em khi mà các bạn có em bé thì nó như thế nào? Nó cũng có nhiều sự gắn nối, kết nối lắm chị. Giống như có những đêm mà em chồng em thấy em mệt quá thì chồng em cũng thức trắng cả đêm để mà chăm con, thay bỉm cho con bú. Rồi qua buổi sau em lại thấy ảnh đi làm. Cái sự kiện mình được chẩn đoán khó có con đó, nó kéo theo hàng loạt những cái phản ứng của những người trong nhà. Cụ thể ở đây quan trọng nhất là ông chồng. Có khi nào nó để lại ở bên trong của em những cái dính mắc, những cái hoài nghi? Em không hoài nghi nhưng mà em lại cảm thấy tổn thương. Em nghĩ trước khi em lấy chồng em thì em nghĩ hôn nhân là một cái gì đó nó cũng đẹp đẽ lắm. Nhưng mà sau khi em lấy chồng về rồi, em nhận được kết quả đó rồi, tất cả mọi người giống như là xoay hẳn với em á, thì lúc đó em có suy nghĩ là thì ra cái đẹp đẽ nó chỉ có tồn tại trong mơ thôi, chứ không có phải là tồn tại trong cuộc đời thật này. Chị thì lại không nghĩ nó xấu. Có điều là cái tiêu chuẩn của mỗi bên nó khác nhau thôi. Lỗi cũng không phải là do em. Những cái chuyện này mình có gây ra đâu có lỗi. Dù cho trong trường hợp là mình không có em bé đi chăng nữa, không can thiệp được đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là lỗi của em. Chúng ta đâu có được chọn cơ thể của mình đâu mà lỗi phải gì. Có điều là nhà chồng em họ cũng được quyền kỳ vọng về những cái có được trong một cái cuộc hôn nhân.
Đó là lý do mà chị hỏi em rằng là đã bao giờ em nghĩ tới cái giải pháp là mình chủ động ly hôn hay chưa? Bởi vì nếu như em ở lại thì cái sự tổn thương nó sẽ cực kỳ nhiều. Phía sau đó mới là sự tổn thương đó. Lúc đó sau đó em có suy nghĩ. Và khi mà tới chừng mà em thụ tinh trong ống nghiệm rồi nọ, nếu em nghĩ thì nếu xác suất nó không có khả quan như chăng nữa thì em cũng chấp nhận ly dị mà. Vậy thì tính ra câu chuyện của mình nó vẫn là một câu chuyện rất là có hậu. Tự nhiên em nghĩ là nếu như mà không có những cái khoảnh khắc mẹ chồng em đau đớn như vậy thì chắc bà cũng sẽ xen rất là nhiều vào cái cuộc hôn nhân của em. Nếu như không bà không suy nghĩ lại thì chắc có lẽ là cuộc hôn nhân của em đó cũng đi vào bế tắc. Cho nên ở đây thì thực ra thôi, mình vẫn coi đây là một câu chuyện có hậu. Nhưng cái cốt lõi của vấn đề mình vẫn phải nhìn cho nó thấu. Thấu không phải là để mình chán ghét cái cuộc hôn nhân hay gì hết. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là có những cái tiêu chuẩn mà đôi khi mỗi người người ta có quyền theo đuổi cái tiêu chuẩn riêng của người ta. Và nếu như mà mình cứ mặc định rằng là cái này nó hợp lý rồi và như vậy là được rồi, thì đôi khi mình sẽ phải đối diện với những cái khủng hoảng khác. Cái lý do mà mẹ em luôn muốn bảo vệ cái cuộc hôn nhân của em là vì bà được con rể được mắt của bà. Theo em nha, nếu như mà em đem cái kết quả chẩn đoán của em kể cho mẹ ruột em biết, bà sẽ như thế nào? Bà hơi bị sốc. Nhưng mà em quên mất rằng là cái việc mà em được chẩn đoán vô sinh nó đồng nghĩa với cái việc là bà mất đi cái đứa con rể mà bà rất được, bà rất ưng ý. Lúc đó em lại không nghĩ điều đó, cho nên em mới che giấu mẹ em như vậy. Vậy thì tính ra với một câu chuyện có hậu như vậy thì khi em quyết định kể câu chuyện này ở đây thì cái thông điệp mà em muốn chia sẻ với mọi người là gì? Mỗi cái cuộc hôn nhân á, nó đều có những cái ngang trái hết. Cho nên em muốn là những người nào mà khi người ta có những cái khoảng thời gian người ta không biết phải làm gì á, mình nên hỏi chính bản thân mình là mình thật sự cần gì ở cuộc hôn nhân này, và liệu mình có nên bước tiếp hay không. Từ cái khoảng thời gian đó em cũng bế tắc, em cũng không biết mình phải nên làm gì hết. Em hy vọng là khi em kể ra câu chuyện này á, người ta sẽ có những cái nhìn sáng suốt hơn, người ta có thể hiểu được bản thân mình hơn và đặt ra những cái vấn đề cho cuộc hôn nhân này. Những người mà có hoàn cảnh như em thì người ta có nên ở lại hay rời đi? Với câu chuyện của em thì chị chỉ hy vọng là đôi khi chúng ta cũng nên bình tĩnh một chút để có một cái cuộc đối thoại nghiêm túc, đủ đầy, thấu đáo, rồi sau đó muốn quyết cái gì thì quyết. Bởi vì nếu như không có cuộc đối thoại nha, thì thực sự có rất nhiều người phụ nữ đã chọn cách ly hôn ngay từ khoảng 2 tháng đầu tiên rồi. Chồng em từ chối nói chuyện mà, chồng em lạnh nhạt mà. Mẹ chồng em, chị chồng em và chồng em chào đón một người mới bước vào cuộc hôn nhân này mà. Đặc biệt người ta lại còn nhận được cái kết quả rằng là vấn đề không thể giải quyết nó lại nằm ở phía của mình. Ở đây chị hoàn toàn có thể thông cảm với cái sự bần thần của chồng em, với cái sự buồn bã tuột dốc của ảnh. Nhưng ảnh phải hiểu rằng ảnh tuột dốc một thì vợ ảnh phải tuột dốc tới 10 lần. Vì em không dám bước ra. Lý do đầu tiên em không dám bước ra là bởi vì chướng ngại đầu tiên là mẹ em. Cái thứ hai đó là cái sự ngạo nghễ của một cái người mà nói gì nói tôi cũng thấy tôi rất ưng ý cuộc hôn nhân này của mình. Bây giờ bắt tôi bước đi tôi cũng không cam tâm lắm. Và cuối cùng là bởi vì mình đã từ chối cái công việc của mình ngay sau khi mình kết hôn. Đôi khi các bạn bước ra các bạn cũng đối diện với một nỗi sợ giờ sống làm sao. Đôi khi chính cái việc là mình hơi cố chấp, mình ở lại thì mình cũng mới đi được đến cái đoạn cuối cùng, đó là thôi thì vẫn giải quyết được cái câu chuyện sinh nở đó bằng một em bé ra đời. Rồi cuộc hôn nhân của mình lại quay trở lại bình thường như những cuộc hôn nhân khác. Tuy nhiên chị hy vọng rằng là hôn nhân của em nó không đơn thuần được tồn tại vì sự ra đời của một đứa trẻ. Nó còn phải gắn kết trước tình yêu thương đúng không? Đúng, mà nó phải là một câu chuyện thật sự. Chồng em phải thấy cái vai trò của ảnh với em. Em cũng phải có một cái sự tự tin nhất định của mình trong cuộc hôn nhân này. Và cả hai sẽ yêu thương nhau đúng nghĩa. Tại vì có con nó cũng chỉ là một vấn đề thôi. Nó còn bao nhiêu chuyện khác để một cặp vợ chồng đủ lý do ở lại bên đời nhau mà. Nhưng mà thật sự chị lo thật. Chị lo bởi vì duy nhất mọi chuyện nó đang chỉ dồn vào đứa bé. Chị hy vọng rằng là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, bởi vì vốn cuộc hôn nhân của em coi như là có hậu, thì cái hậu đó sẽ là một cái hậu ổn định, là mình quay lại mình thật sự chăm bồi cho cuộc hôn nhân. Em cũng mong cho chồng em nghe được cái cuộc đối thoại ngày hôm nay để mà... Chị cũng hy vọng như vậy. Chị cũng hy vọng là bằng sự yêu thương của một người chồng đủ quan tâm đến vợ mình, anh sẽ biết cái giọng ngày hôm nay là giọng của em, là vợ mình đang kể chuyện. Và cũng hy vọng là quý vị khán giả với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ
có một cái cảm thán là ôi chuyện này vẫn còn may dữ lắm. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều những cái tình huống để chúng ta có thể soi rọi được những cái câu chuyện khác trong cuộc đời. Mình tên là Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh năm 1982. Quê mình thì ở Sài Gòn. Hiện tại thì công việc của mình là kinh doanh tự do. Cụ thể công việc kinh doanh của mình là kinh doanh gì á chị? Gì của mình là có một cái xưởng sản xuất bánh xuất khẩu trái cây, đang mở rộng thị trường ở trong nước á, thì là mình phân phối những cái hàng đó, mình tìm thị trường trong nước. Rồi ok, mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình giùm em nha. Điểm mạnh của mình đó là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thông cảm, mà nấu ăn, là một người có trách nhiệm. Điểm yếu của mình đó là mình nóng tính, không có thích người khác nói nhiều, dễ bị quạo. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên luôn giùm em nha chị Như. Chuyện tình cảm của mình thì mình ly hôn bữa nay là cũng được 7-8 năm rồi. Hiện mình đang ở với con gái của mình. Mình nuôi con một mình. Rồi cái lý do làm sao mà chia tay vậy chị? Là tại vì trong cái khoảng thời gian mình đang mang thai, với lại sau khi mà mình sinh em bé thì người chồng của mình có mối quan hệ bên ngoài, rồi ăn chơi, thì thành ra là mình không có chấp nhận được cái điều đó. Mình cũng có cảm thấy không được. Con cái thì bây giờ sao chị? Mình đang nuôi bé. Bé ở với mình. Bé mấy tuổi cho em xin luôn thông tin ạ. Bé năm nay 12 tuổi. Bé gái hiện, hả chị? Bé gái đang học lớp 7. Rồi. Rồi em thấy công việc của chị là chị tự chị kinh doanh này kia làm như thế này nè, thì không có gặp ai để tìm hiểu hay sao ạ? Nói chung là cũng có, nhưng mà mình cảm thấy không hợp, và lại có một cái mối quan hệ nhưng mà mình là người thứ ba, cho nên là mình muốn chấm dứt cái tình trạng đó. Mình không muốn, tại vì mình trước khi mình đã từng bị tổn thương như vậy, thì khi mà mình là một cái người thứ ba, mình chen chân vô cái cuộc sống gia đình của người khác, thì cái điều đó mình cũng không muốn. Mình muốn dừng lại, mình kết thúc. Chủ yếu là vì cái lý do gì mà không thể đi tiếp được à? Đi tới cái người sau này á hả? Đúng rồi. Tại vì thứ ba đó, mình là người thứ ba chen chân vô trong mà rồi. Lúc nhưng mà những cái có còn những cái mối quan hệ nào khác mà nó gọi là cũng ok để đi tới xa hơn á, còn thôi người thứ ba thì mình bỏ qua rồi. Không. Không, chắc một phần cũng có thể là không hợp, cũng có thể là do mình cũng kén chọn. Ok, rồi vậy mình tìm một người như thế nào nè, chị mô tả đi, coi kén chọn cỡ nào nha, phải mô tả kỹ nha. Người đó hả, ít nhất là phải độc lập về kinh tế, phải có cái suy nghĩ hơn mình, tại vì mình là người chủ động về trong tất cả mọi chuyện, từ gia đình cho tới xã hội cho tới con cái. Mình tự tin, mình có thể là mình đảm nhận được hết tất cả những cái thứ đó. Tại vì mình là người phụ nữ độc lập mà, mình nuôi con một mình từ lúc mà em bé mới, mình mới sinh em bé cho tới giờ phút này, thì vẫn là một mình chăm lo cho con. Mình tự tin là mình làm được hết những cái điều đó, cho nên là cái người đàn ông mà mình muốn tìm, người đó phải mạnh mẽ, có thể là quản lý được gia đình. Gia đình mà có vấn đề gì đó thì người đàn ông đó có thể thay mình gánh vác những cái chuyện đó. Cái thứ hai là người đó phải độc lập về kinh tế, cũng phải có công ăn việc làm ổn định,
có cái suy nghĩ chín chắn hơn mình. Rồi. Cái công việc chị có yêu cầu gì không hay không thích nghe cái ngành nghề nào không? Nói chung thì mình không có phân biệt ngành nghề nào hết, miễn là cái ngành nghề đó là nó là cái ngành nghề chân chính, kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Mình không có thích lừa gạt ai hay là là lường công sức của người khác để mà được cái lợi cho mình. Mình không thích điều đó. Vậy thôi. Ok, điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Không thích nói nhiều, không thích nói dài. Đàn ông mà đừng nói nhiều đúng không? Đàn bà nói nhiều còn chấp nhận được. Không nói nhiều, không nói Nhưng mà nhậu. chị nói nhiều không? Chị nói nhiều không? Trời ơi, rồi hai chồng không ai chia sẻ, không ai nói rồi hiểu nhau không? Thì nói chung là thì cũng phải chia sẻ, nhưng mà ý mình đang nói đây có nghĩa là cái vấn đề đó, thí dụ như không thích thì ngồi cùng nói chuyện với nhau, mổ xẻ vấn đề là anh không thích em như vậy, hay là em không thích anh như vậy. Mình đưa ra một cái thảo luận rồi xong thôi, chứ không có phải vấn đề là thí dụ như anh đang không thích tôi vấn đề đó, mà cứ giả sử như đem cái chuyện đó nó đi nó lại rồi nó dài nó dai là mình không thích đó. Cái chuyện gì nó qua rồi cho nó qua. Cái biết nhậu cũng được, nhưng mà nhậu xong là không có tánh xấu nha, không được có tánh xấu nha. Không có cọc cằn thô lỗ vậy thôi. Chị thì em thấy rất là mạnh mẽ luôn đó. Là chị, cái người đàn ông đó, chị muốn mạnh mẽ hơn chị hay là bù trừ cho chị? Phụ nữ kinh doanh mà thì thường sẽ độc lập mạnh mẽ rồi đó. Cái này là mình cũng phải cân nhắc nha, tại vì cái người đó dữ dằn hơn mình thì có chọn mình hay không, đúng không? Đúng rồi. Còn cái người mà họ bù trừ cho mình, có thể tiền họ làm không nhiều bằng chị đi, nhưng mà họ hỗ trợ support cho mình được tốt hơn. Em ví dụ vậy thì chị cân nhắc, chị theo quan điểm chị thì nó như thế nào? Thì cũng được. Nói chung là chỉ cần một cái người đàn ông có thể gánh vác về mặt tinh thần, có thể họ làm không nhiều tiền, nhưng ít ra ảnh làm được 10 đồng, ảnh có thể anh cho mình 3 đồng, 5 đồng cũng được. Cái đó là cái trách nhiệm của người đàn ông đối với gia đình. Thì ủng hộ vợ về mặt kinh tế hoặc là về mặt tinh thần, chăm lo cho gia đình. Có thể mình lùi một bước về mình làm hậu phương cũng được, hoặc là có thể là mình đi ra ngoài mình kiếm tiền thì ở nhà ảnh cũng phải chăm lo gia đình vậy thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sinh con nữa được không chị? Có ý định đó không? Chắc không có ý định nữa rồi. Ok, tại mới có một bé gái mà. Có một bé gái. Ok chị. Rồi, mình thế thì cái kinh doanh này mình đã lâu chưa chị, bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu lắm rồi, mình làm mười mấy năm rồi. Ồ, cái xưởng sản xuất này hả? Đúng rồi, nếu mà tính ra cái ngành ở Việt Nam này là cũng đã hơn 20 năm rồi. Đã cũng có thị Wow. trường Đài Loan, rồi ở bên Úc. Thì Rồi. hàng năm, tại vì cái xưởng này của dì mình là hợp tác với người nước ngoài, sau đó là tách riêng ra thì là hàng năm thì cuối năm cái thị trường mình đánh cái mặt hàng này rất là mạnh. Hàng Tết. Ok. Ngon lành ha, bởi giờ thôi kinh tế vững vàng quá. Ok chị, rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ có người trao đổi thêm với mình về những cái thủ tục tiếp theo để tham gia chương trình nha chị nha. Rồi mình cảm Rồi, cảm ơn chị Như rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi casting ngày hôm nay ạ. Xin chào chị. Dạ Yeah. rồi. Thiệu về bản thân chị lại giúp cho em ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình đi chị. À, chị tên là Huyền, với cái tên đầy đủ là Đào Thanh Huyền. Chị sinh năm 1971, năm nay chị 52 tuổi. Chị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Chị khởi nghiệp chị là một cô phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bây giờ chị làm thêm nghề kinh doanh bên ngoài nữa em ạ.
Dạ, thì điểm mạnh điểm yếu của chị là như thế nào? Hồi đó là chị làm phát thanh viên là làm bao lâu chị? Chị làm được khoảng 4 năm em ạ, 4 năm sau kinh doanh thêm bên ngoài, song song chị làm song song cả hai việc em ạ. Thế xong rồi chị sinh em bé, và đôi khi điều kiện ấy cũng không cho phép, kiểu như thời gian nó bị bó buộc nên chị phải làm kinh doanh nghề tay trái đấy chính em ạ. Là bây giờ mình kinh doanh cái gì chị Huyền? Chị kinh doanh về ngành vận tải em ạ, điều hành vận tải Bắc Nam ấy. Là mình làm chủ luôn hay sao chị? Đúng rồi, chị làm chủ em ạ, chị làm kinh doanh tự do nhỏ Nhưng mà lẻ của mình kinh em ạ. doanh cái gì á, mình cụ thể giúp em được không? Cụ thể là chị chuyên làm về điều hành hàng cho các xe tải, các bạn ấy sẽ lấy hàng từ đây đi vào Nam em. Là chị Chị là mở kho, mở chị là kho, chị là cái trạm xe hả? đúng rồi, chị là điều hành tại một bãi kho xe, hàng hàng nhập vào kho của các công Nhưng mà ty thì là chị là chủ kho đó chị là chủ kho em ạ. không? Chủ kho luôn. Là nhà mình có mấy chiếc xe chị? Chị không, trước kia thì chị có xe nhưng mà sau này chị không quản lý được vì chị còn phải các Nhưng kho mà nữa, chị nên là kho gì? Vận chuyển chị hàng đã, gì? chị là kho vận tải tất cả các loại hàng từ đây vào Nam, Kho vận sắt tải thép. thôi. Như mình làm bên bên logistics đúng không chị? Đúng rồi em, Ở trong Sài Gòn có kho không chị? chị không chỉ có ví dụ như các xe lấy của chị thì các bạn sẽ tập kết vào những bãi xe Sài Gòn, các bạn trả hàng thôi. Rồi thì rồi chị nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của chị giúp em nha chị Huyền. Điểm mạnh của chị thì rất là cá tính, mạnh mẽ, tức là với trong công việc thì chị đảm đương cũng như là một người nam tính ấy. Còn điểm yếu của chị thì rất là yếu đuối, thương người, và đại loại là chị bất cứ việc gì chị rất là dễ tha thứ với bao dung như mọi người. Chị nói em nghe được không? Rồi em nghe được. Rồi mình nói xíu về tình trường của mình đi chị. Chị đã Tình kết hôn trường chưa? Rồi kết hôn mấy năm mà ly hôn? à? Không, chị thì không phải là ly hôn em ạ, chị lấy chồng rồi, chị kết hôn rồi, và ông xã chị đã, anh bị tai nạn và anh mất 19 năm, chị được hai bé gái em ạ, và chị 19 năm nay là chị chăm các con chị và đã xây dựng cho một bạn, còn một bạn vẫn đang học đại học em ạ. Rồi, hiện tại là các bạn là chị nuôi luôn hả? Chị ở với chị hay là ở riêng như thế nào chị? Tức là con cái lớn của chị thì bạn đã xây dựng gia đình, và gia đình nhà chồng thì ở trong Sài Gòn, nhưng bạn ấy Con gái lớn chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? sinh năm 2002 ạ. Năm nay 21 tuổi. đúng rồi. Còn Làm bạn ơn thứ chồng hai hả chị? thì bạn lấy chồng, con bạn đã được 2 tuổi rồi em. Vậy là lấy chồng sớm quá. Có cháu Tại vì ngoại là rồi. đúng rồi, chị lên cho bà ngoại rồi, tại vì là con rể chị là bạn làm phi công và con gái chị làm tiếp viên hàng không nên các bạn gặp nhau sớm. Đấy là... Còn bạn thứ hai nhà chị cũng là bạn nữ, bạn đang học đại học văn bằng 2 viện ở Kiểm sát Nhân dân em ạ, đang ở chị. Là bạn thứ hai thì ở ngoài quê với chị hả hay như thế nào? Không, bạn ở Hà Nội, chị ở tại Hà Nội. Chị sinh ra Hà Nội và chị cũng công tác tại Hà Nội Là và cả gia là đình. ở Hà Nội hết. Dạ Đúng rồi em. là là bạn con gái thứ hai của chị là ở chung với chị. Đúng rồi em. Thì bây giờ bố mất mà, thì phải ở với mẹ thôi. Mà Rồi nói thì chung hiện là tại thì lý do gì chị tham gia chương trình bên em? lý do thì chị cũng cảm thấy là chị đã 19, 25, chị đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đấy. Chị đã ở như thế, chị cảm thấy các con chị bữa nay là đã bắt đầu trưởng thành, và các con chị là một cái động cơ và tác động rất nhiều trong vấn đề muốn cho chị tìm một nửa còn lại cho mẹ để bù đắp cho mẹ những cái khoảng thời gian trống vắng em ạ.
Là hai bạn đều ủng hộ chị đi tìm hạnh phúc mới hết. Hai bạn đăng ký á, chương trình này là hai bạn đăng ký và có nói với mẹ là các bạn đã đăng ký rồi, và mẹ cũng vui vẻ đáp ứng theo các con thôi, vì mình thấy chương trình này rất là nhân văn em ạ. Cảm ơn chị. Rồi thì bây giờ mẫu người của chị mong muốn thì mẫu người như thế nào nè, ra làm Mẫu người thì mình. mẫu người chị mong muốn thì thực sự người đấy là cũng về hình thức thì cũng là tương đối, cũng phải trung bình khá, chứ cũng Trung không bình cần phải là khá, mình quá cứ này hỏi nọ, em cũng đi không về phải là ngoại quá thế hình kia. như thế nào, rồi về công việc, tuổi tác, quê quán nó như thế nào ạ? Về ngoại hình thì chị đang nói đấy, ngoại hình thì gọi là cũng là ưa nhìn cao ráo em ạ. Cao ráo Như là chị cao mét mấy nè? chị thì không được cao lắm, chị chỉ cao 1m54 thôi Ừ thì đấy, anh nhưng đó cỡ mét 6 trở lên được không nè? mà em được, nếu mà được mà bạn đấy cao 1m65 đến 70 thì là tốt, Rồi, cao mét 65 trở lên vì rồi là gì nữa mình cũng chị? muốn một bạn cao ráo. Nghề nghiệp thì ví dụ đối với chị tuổi thì có thể là hơn tuổi 60, 60 đổ về, hoặc bằng tuổi, hoặc có thể là kém kém tuổi một chút cũng được. Nói chung là mình cũng văn minh, mình cũng Kém là không, bao nhiêu chị thì là chị chấp nhận được. ví dụ kém thì bởi vì thực sự cái tuổi thì nó cũng không nói lên cái gì em ạ. Quan trọng đối với chị là cái tính cách, chị cũng cần một mẫu người đàn ông là chung thủy, biết yêu thương chia sẻ đối với chị, để cho chị cảm thấy như là bờ vai vững chắc ấy, và tính không gia trưởng. Và với cả đặc biệt là hoàn cảnh thì nếu bạn trải nếu như bạn ấy trải qua một lần, bạn ấy trải qua một lần đò mà bây giờ cũng không vướng bận gì nhiều thì cũng đối với chị là được. Rồi, không vướng bận gia, ví dụ giống người ta ly hôn giống chị thì vẫn ok mà đúng không? Đúng rồi em. Nhưng họ cũng đang nuôi con mà con họ lớn giống như chị thì như thế nào? Ví dụ bây giờ chị cũng nói như này này, bởi vì thực sự giờ là văn minh rồi, con nhà mình thì ở với mình nhé, các bạn rất là độc lập về kinh tế thôi. Thì nếu như mà con của người đấy đấy, ví dụ như là các bạn ấy cũng lớn và trưởng thành rồi, các bạn cũng độc lập, thì mình nghĩ là cũng được thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Rồi nghề nghiệp của anh đó thì giờ về hưu được không chị? Hay là có nghề nghiệp ổn định hay như thế nào? Với chị thì nếu như là về hưu cũng được, về hưu thì, nhưng mà tương với chị thì chị cũng không muốn lấy một người đàn ông là một người đàn ông mà cũng quá lớn tuổi thực sự, là bởi vì chị nghĩ là với cái tuổi này mình cần tìm một kiểu cái bờ vai để dựa vào ấy, thì mình cũng sợ là một bạn mà ví dụ như là người ta lớn tuổi quá thì sợ rồi đến đến cái tuổi mà bắt đầu họ cũng có nhiều kiểu bệnh tật phát sinh em, thì là mình cũng không được dựa vào bờ vai bao nhiêu nữa. Thì sự điều đấy thì đối với mình cũng sợ là nó rất là đáng buồn. Với chị là ví dụ chị tìm là tầm Rồi khoảng ok tụi em sẽ tìm cho chị là 60 đổ về thôi ha. Rồi rồi nghề nghiệp của em. anh đó ví dụ như là làm cái gì thì chị chấp nhận, hay là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nghề nghiệp ổn định là được rồi em ạ. Có gì về phụ thêm chị là được ha. Đúng rồi, cả hai người, bởi vì thực ra đến cái tuổi này bọn chị cũng không làm nhiều nữa, để thực sự để là cảm thấy mình yêu bản thân mình hơn em, thì cũng cần một người có Quê quán vùng miền thì sao chị? quê quán vùng miền. Thì thực sự là nếu mà được một người ở, một ở Hà Nội, hai là ở Sài Gòn thì cũng tốt, bởi vì là con gái chị thì các bạn ấy cũng là gia đình ở trong đấy em, các bạn ấy Lân làm cận Hà Nội và lân cận Sài Gòn thì được không? cũng được em ạ. Rồi ok chị. Chị cũng rất là nhân cái buổi phỏng vấn hôm nay đấy, thì cũng không biết thế nào, nhưng mà chị cũng nhân đây chị cũng cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, là chương trình đã sắp đặt một buổi thời gian quý báu này để dành cho bọn chị tìm thế giới riêng cho bọn chị, cho nên chị rất là cảm ơn các em. Dạ cảm ơn chị. Thì công việc của tụi em là đi mai mối mọi người, nói chung là tìm được hạnh phúc của nhau, thì mong là tụi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc với chị ha. Ở đây thì cũng có, ở đây là ekip chương trình thì cũng có nhiều biên tập lắm, thì nếu như mà có người phù hợp thì một trong những cái biên tập ngồi đây thì cũng sẽ gọi lại cho chị và nói chuyện với chị nhiều hơn.
để tìm hiểu thêm về chị và ghép cho chị một cái người ưng ý nhất ha. Rồi, em cảm Rồi. ơn chị. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn chương trình nhé. Dạ, rồi em cảm ơn chị Huyền nhiều ha. Rồi. À, rồi, Phấn ơi, nghe rõ không em? Dạ. Ừ, em để cái cam xích xuống tí xíu được không? Để thấy một nửa người của mình á. Hiện tại đang thấy cái mặt không à. Em để xa ra là em nói chuyện được rồi. Dạ. Rồi, em nói một chút về bản thân em nè, họ tên, công việc, tuổi tác, rồi quê quán của mình lại giùm chị, tự giới thiệu. Dạ thì em tên là Dương Thị Hồng Phấn, em sinh năm 2000 là 23 tuổi, thì quê em ở Vĩnh Long và hiện tại em đang đi làm ở thành phố và em sống ở quận 8, thì công việc của em là nhân viên văn phòng. Bản thân á, văn phòng là em làm bên gì? Dạ em làm tư vấn tuyển sinh cho Ừ, trung từ tâm Anh từ hả? ngữ. Dạ trung tâm Anh ngữ. Em là quê ở đâu? Em quê Vĩnh Long mà. Rồi giờ là em làm ở đâu? Dạ em làm ở, hiện tại là em sống ở quận 8 và làm ở Tân Phú. Rồi. Dạ. Ừ. Rồi Tân Phú hả? Giờ em đang ở dưới quê hả? Dạ hiện tại là em đang ở Sài Gòn. Ủa vậy hả? Sao chị nghe gà gáy đâu quá trời, chị tưởng đang về quê Dạ hay tại gì? cái khu em có chú nuôi á. Dạ. À vậy đó hả? Trời Dạ. ơi. Rồi ok em, vậy thì em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em đi. Mà bữa nay không đi làm hay sao mà ở nhà ấy? Dạ tại vì em mới nhổ răng, em bị đau răng nên là em Ừ. xin ở nhà để đi cắt chỉ. Dạ. Điểm mạnh của em là tích cực, nhiệt huyết, năng động và dễ gần. Còn điểm yếu của em là hơi bị kỹ tính á. Kiểu như là em làm cái gì cũng phải theo ý của em á, nên là thường em sẽ ôm cái việc đó để làm một mình chứ không có thích chia sẻ gì người khác làm. Dạ. Với lại là em cũng hơi nóng tính nữa, nhưng mà em ma quê nó, giống như là em bực đó rồi xong rồi cái em hết giận nhanh lắm. Dạ. Còn về đường tình cảm thì em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà đối với em thì có hai cái mối tình là cảm thấy nó sâu đậm nhất. À Rồi em kể đi, hai mối dạ tình đó làm sao mà chia tay, từ chi tiết ra. dạ thì bạn đầu tiên là em quen lúc còn đi học cấp 3. Thì lúc đó cũng còn nhỏ cho nên là chưa có định hướng xa, thì cũng quen được tầm hơn một năm thì tụi em đi học xa thì tụi em không có quen nữa. Còn bạn, cái người thứ hai là lúc mà em lên Sài Gòn để học đại học thì em gặp ảnh và em quen ảnh, thì cũng mới chia tay được vài tháng gần đây. Thì em với ảnh lúc, nói chung là do là tụi em một người thì quá nóng tính và một người thì em lúc đó cũng còn chưa có trưởng thành, chưa có chững chạc á, cho nên là tụi em cãi nhau, bất đồng quan điểm. Thì em thấy là cũng do em chưa có đủ trưởng thành đó, nên là tụi em sau này tụi em không có nhìn nhận, không có thấu hiểu, không có định hướng chung nữa, nên là tụi em đã không có quen nữa. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì em muốn tìm một người như thế nào? Dạ. Thì em thích một bạn nam thật thà. Trong tình cảm thì quan trọng nhất là sự tin tưởng và trách nhiệm mà. Về ngoại hình thì đừng có cao quá, tại em cũng không được cao. Em cao bao nhiêu? Dạ em 1m52. Dạ Rồi, thì nặng bao nhiêu em? Cho chị cái em nặng 50 kg. Ừ. Dạ. Rồi. Và em Bạn cũng đó thì gọi là tuổi tác bạn đó làm sao, quê quán bạn đó như thế nào? dạ bạn đó thì có thể lớn hơn em từ 3 tuổi trở lên nữa. Thì em muốn tìm một bạn nam cũng quê ở miền Nam và miền Tây thì càng tốt. Dạ. Không quá cao cũng đừng có quá mập, tại em không có quen những cái bạn mà quá quá khổ được, tại trước giờ em cũng có tìm hiểu nhưng mà em không có quen được, hầu như không có hợp á chị. Ừ. Dạ.
Với lại là thì em chỉ cần tính tình bạn đó biết lắng nghe, nói chung là cũng không có cần hiền đâu, nhưng mà chỉ bạn đó chịu thấu hiểu á là được, biết chia sẻ với thấu hiểu. Rồi, ok em, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình nha. Dạ rồi. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn, em chào chị ạ. À.